hôm nay Trần Hiếu sẽ chia sẻ một ít về việc niệm Phật của chúng ta. Thì đầu tiên thì Trần Hiếu sẽ nhắc lại cái lời của Ngài Hữu Vân cho chúng ta nghe là đại khái tóm tắt Ngài nói là niệm Phật phải niệm từ sáng cho tới tối, niệm niệm không gián đoạn, miệng niệm tâm tư duy không khởi vọng tưởng, thì mỗi niệm đều thoát ly thế giới xa bà. Miệng niệm tâm tư duy không khởi vọng tưởng, thì mỗi niệm đều thoát ly thế giới xa bà. Chúng ta thì vọng tưởng rất nhiều, phiền não rất nhiều, nghiệp chướng rất nặng. Nếu mà không khéo dụng công á, không có nghe kỹ cái lời giảng đó, thì khi mình niệm Phật thì vọng tưởng và phiền não nó dắt mình đi, không có chánh niệm. Niệm Phật tuy cái miệng niệm mà không có chánh niệm. Để tại cái câu của Ngài Hư Vân là không khởi vọng tưởng là mình làm không có được. Mình miệng niệm tâm thì tán loạn, khởi vọng tưởng. Các ngài tu là miệng niệm tâm tư duy không khởi vọng tưởng, thì mỗi niệm thì mới giải thoát. Là mỗi niệm mình thoát cái thế giới này, niệm nào mình cũng thoát thế giới này. Mỗi một tiếng Phật hiệu mình đều thoát ly thế giới này. Thì Chân Hiếu sẽ chia sẻ một ít kinh nghiệm của chính bản thân của mình cho tất cả các bác, các anh chị cùng nghe. Hy vọng là giúp ích được một chút xíu gì đó trên cái bước đường tu hành. Là đầu tiên thì mình niệm A Di Đà Phật. Ở trong tâm thì khi mình niệm thì vọng tưởng nó xen vô. Mình muốn nhớ Đức Phật nhớ chẳng được, rất là khó khăn. Mình dùng ý thức mình đi nhớ Ngài cũng không có bền, nhớ một chút nó lại quên. Thế là vọng tưởng nó vô, không có chánh niệm. Thì ngay chỗ đó mình muốn hết khổ đó, mình muốn thắng cái vọng tưởng đó đó, mình muốn được thanh tịnh giải thoát đó, thì là đi vào bằng tánh nghe, ngay cái tiếng Phật hiệu đó. Không phải là mình cố ý mình dùng sức mình nhớ Phật, ý thức đâu, mà mình đi vào bằng tánh nghe. Mình thư thả người mình ra, thân tâm mình quân hòa, nhẹ nhàng. Đó, cái sự dụng công rất là thoải mái bên trong, không có loạn động. Bắt đầu mình mới lắng nghe A-di-đà Phật, mình lắng nghe. Lắng nghe tới chừng nào nó rõ cái chữ ra. Đầu tiên là nó rõ cái chữ A-di-đà-phật ra, thì nó bớt được chừng một hai phần vọng tưởng. Ví dụ 10 phần mà mình nghe rõ thì nó bớt được chừng 3 phần, 2-3 phần, hoặc là 1 phần, 2 phần vọng tưởng. Nó dẫn vọng tưởng. Xong mình lắng nghe nữa, nghe thêm nữa, thì mình nghe được tiếng Phật rất phân minh, mà nó liên tục. Mỗi câu là A-di-đà-phật, A-di-đà-phật liên tục, nhưng mà vẫn còn vọng tưởng. Vọng tưởng còn có 5-6 phần, vẫn chưa hết vọng tưởng. Nghe thêm một cấp nữa, nghe rõ là A-di-đà-phật, thì mới đầu thì nó mơ mơ màng màng là A-di-đà-phật. Nghe cho rõ từ từ, từ từ nó hiện ra rõ ràng là A-di-đà-phật.
thì nó bớt 7-8 phần vọng tưởng. Xong mình nghe nữa, nghe cho sâu nữa là mình kêu Phật không vậy đó. Giống như đứa bé thơ mình nó kêu mẹ vậy đó. Mình kêu Phật mà nó vang ở trong lòng mình. Cái tiếng Phật của mình là A-di-đà Phật. Ở trong biển khổ này, con lại có Phật để nương tựa. Con kêu được Ngài. Con đã, cái âm thanh của con đã kêu được Ngài. Con như là đối diện với Ngài. Con là đứa bé thơ, cái người, một chúng sanh nghiệp chướng nặng nề ở trong biển khổ sa bà, rất khổ, nhiều nghiệp chướng tội lỗi. Mà bây giờ con kêu được Phật rồi. Kêu nó lanh lảnh bên trong. Nó rõ ràng, nó như là đứa bé thơ mà kêu mẹ, kêu tha thiết mà nó rõ lắm. Kêu mà rõ được vậy đó, thì theo kinh nghiệm chân hiếu đó, nhiều khi phải mất tới một tiếng đồng hồ thì mới kêu được tới đó. Có khi phải mất một tiếng rưỡi thì mới kêu được cái tiếng Phật đó. Nghe sâu tới như vậy đó, mất hết một tiếng mấy đồng hồ. Cái người giỏi thì có thể là 5-10 phút đã nghe tới. Hoặc là bữa nào mà tâm thanh tịnh thì nghe vài phút đã được. Còn khi nó phiền não, vọng tưởng nó nhiều đó, thì nghe lâu lắm thì mới nghe tới đây. Nghe tới tiếng Phật lanh lảnh ở trong tâm, con đã có chỗ nương tựa, con đã kêu được đức từ phụ của con rồi. Đứa bé thơ mà kêu được rõ vậy, nhìn lại hình như là 9 phần vọng tưởng đã hết. Có thể nói là 10 phần vọng tưởng, không còn vọng tưởng thì liền giống lời của Ngài Hư Vân. Miệng niệm, tâm tư duy không khởi vọng tưởng. Mỗi niệm thì thoát ly khỏi sa bà. Thì mới hiểu được lời của Ngài Hư Vân. Thì kêu tới tiếng Phật nó lanh lảnh, nó rõ ràng, nó thật là rõ Phật A-di-đà. Thì đầu tiên là cái niềm tin vãng sanh nó sanh ra. Biết chắc là mình làm vậy mình sẽ vãng sanh. Sau đó đó thì cái niềm vui nó sanh ra. Cái niềm vui là mình đã kêu được Ngài, mình đã có Phật trong tâm rồi. Mình đã quy hướng được A-di-đà Phật rồi. Niềm vui nó sanh ra, nó phá hết bao nhiêu phiền não, bao nhiêu nỗi khổ đều không còn. Cái tâm liền thanh tịnh, bình yên, vui vẻ. Nó trắng giống như nó lọc sạch hết những cái đất bụi, những cái ô tư, những cái đau khổ trong lòng, nó lọc sạch ra hết, gọi là không khởi vọng tưởng. Rồi mỗi niệm đều giữ được như vậy, thì Ngài Hư Vân nói, từ sáng tới tối, từ tối tới sáng giữ như vậy. Đó là tại vì mình có niềm vui rồi, mình đã có Đức Phật rồi, thì mình vui đó đó, tự nhiên là mình không có mê đắm trong thế giới này. Vọng tưởng không có, phiền não không thấy. Kêu như vậy sao có vọng tưởng được. Niệm Phật như vậy mà, thì mỗi niệm đều thoát thế giới này. Mà niềm tin nó sanh ra là con chắc là sẽ được vãng sanh. Đó, nhưng mà nghiệp chướng nó nặng lắm. Tuy nó vui vậy đó, tu hồi nó nhìn cái này, nó nhìn cái kia, nó lại chạy theo vọng tưởng, lại mất công phu. Cho nên là mình phải niệm Phật nghe rõ ràng cho tới mức đó, để mình có kinh nghiệm là niệm Phật không có vọng tưởng, niệm Phật là thoát xa bà, niệm Phật là tâm thanh tịnh, niệm Phật là pháp hỷ sung mãn, niệm Phật là gần với Phật, không xa Phật. Khi mà niềm tin nó sanh ra thì mình lại muốn vãng sanh. Mình biết rồi mình sẽ về Tây Phương thì cái nguyện nó liền sanh ra. Tính nguyện nó liền có. Tại vì niềm tin là con sẽ được vãng sanh. Thì cái niềm tin đó nó đi chung với cái nguyện. Tại vì cái chữ vãng sanh nó hàm trọng á. Thì là mình niệm như vậy chắc chắn mình sẽ giải thoát. Mình sẽ sanh về thế giới Phật. Mà cái đầu tiên là mình đã thoát được cái đống phiền não vọng tưởng này. Thì cái pháp nó thật là vi diệu. Đầu tiên là mình thấy rõ ràng mình thoát cái độc đó. Nhưng mà
kinh nghiệm của Trinh Hiếu là mình dụng công lâu lắm thì mới vô chỗ này được, có thể mất một tiếng mấy đồng hồ thì mới vô chỗ này. Mà vô chỗ này, đứng vững chỗ này thì còn khó lắm, còn phải cần nhiều thời giờ lắm, mình phải tu lâu nữa. Sáng trưa chiều tối mình đều ở trong cái chánh niệm này, là cái sự thanh tịnh, cái sự gần Phật hơn bao giờ hết đó. Hôm nay nói như vậy thì để cho những vị các bác, các anh chị tu hành thì để ý là không phải dùng ý thức đâu, mà dùng cái tánh nghe. Không phải mình muốn nhớ Ngài mà được đâu, mình dùng cái tiếng nghe này nè, cái tiếng niệm Phật này nè, mình niệm cho nó nhập tâm thì mình liền nhớ, không có rời Phật đâu. Mà nó thoải mái lắm, nó dễ chịu lắm, nó an ổn lắm. Mỗi niệm đều nghe Phật. Giống như là trong đêm khuya mà cái tiếng Phật nó vang khắp mười phương, vang hết trong cái đáy lòng của con, toàn là A Di Đà Phật. Nghe vậy đó, nghe sao mà không gian thì toàn là Phật không vậy? Nghe cái tim và tâm hồn của con toàn là rõ ràng là A Di Đà Phật. Nghe sâu như vậy đó. Mà dòm lại coi, nếu mà vọng tưởng còn á, thì là nghe chưa tới, nghe chưa có sanh ra được niềm vui. Nghe phải cho nó sanh ra được niềm vui, cái pháp hỷ nó sanh ra, cái niềm tin và cái nguyện nó đi vô trong đó. Thì nghe như vậy gọi là nghe rõ. Mà phải mất rất nhiều thời gian, chứ không phải niệm 2-3 câu, 5-10 câu mà vô được chỗ này đâu. Phải định tâm, bởi gọi là tâm tư duy là như vậy, chứ không phải niệm không không mà vô đây được đâu. Cái tâm phải làm việc, phải lắng nghe, phải tập trung, phải chân thành thì mới hết cái phiền não được. Còn mấy cái khổ nó, cái khổ nó bám ở trong thân, nó không lìa. Thức dậy là buồn, bao nhiêu vấn đề để lo. Cuộc đời quá khổ, nhiều chướng ngại, bất như ý. Nó bao nhiêu cái thứ nó vây, nghiệp nó vây mình, thì làm sao mà giải thoát? Rồi niệm Phật thì vọng tưởng nó không tan, thế là khổ. Cố gắng mấy cũng không được. Cố gắng là phải cố gắng như vậy, là phải nghe như vậy, chứ không phải mà niệm Phật nhiều giờ mà thoát được tụi nó. Niệm Phật nhiều giờ vọng tưởng vẫn còn nhiều thì chưa thoát được thế giới Sa Bà. Tại cái lời của Ngài Hư Vân là phải không khởi vọng tưởng thì mới thoát. Cái lời của Ngài Hư Vân đó, miệng niệm tâm tư duy không khởi vọng tưởng. Mà muốn như vậy thì phải nghe, chứ không phải là niệm nhiều giờ mà vọng tưởng suốt ngày thì không nếm được cái mùi vị, cái niềm vui của Trân Hiếu nói đâu, cũng không hiểu được cái niềm tin nó sanh ra là cái gì đâu. Cái niềm tin và cái nguyện nó sanh ra. Giống như mình kêu một cái người mà kêu thanh thoát trong đêm khuya, kêu mà nó nhập tâm thì niềm tin nó sanh ra, mình sẽ giải thoát. Nam Mô A Di Đà Phật.